Xin kính chào quý vị khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 28 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên Bộ Công an, án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền là 800.000 USD. Chủ tọa phiên tòa nhận định Hưng khai báo không thành khẩn, không trung thực, thay đổi lời khai. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo Hoàng Văn Hưng mang tính chất đặc biệt nguy hiểm, gây ra bức xúc cho xã hội. Chủ tọa phiên tòa nói, mặc dù đã chuyển công tác, nhưng Hoàng Văn Hưng vẫn đưa ra thông tin gian dối để nhận tiền của Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Hằng. Sau khi nhận tiền, bị cáo đã không giúp được như đã hứa hẹn nên đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hưng lợi dụng chức vụ quyền hạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo không thành khẩn, không ăn năn, đến nay cũng không khắc phục hậu quả vụ án. Chủ tọa phiên tòa nhận định cần một mức án nghiêm khắc, cao hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát mới đủ răn đe. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án dành cho Hoàng Văn Hưng là 19 đến 20 năm tù. Hội đồng xét xử khẳng định bị cáo Hoàng Văn Hưng không oan, các đề nghị trả hồ sơ, tách vụ án để điều tra bổ sung của luật sư bảo chữa cho bị cáo là không có căn cứ. Trong hơn 2 tuần xét xử, Hưng đều kêu oan, cho rằng bị truy tố sai. Cựu điều tra viên còn khẳng định bản thân không nhận bất kỳ đồng tiền nào từ ông Tuấn hay Hằng. Bị cáo cũng phủ nhận việc hướng dẫn Hằng khai báo, mà khai chỉ tiếp xúc Hằng để động viên nữ doanh nhân này đầu thú. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nhận định Hưng đã gian dối, khai báo nhỏ giọt, không trung thực. Trong phiên tòa chiều ngày 28 tháng 7, hội đồng xét xử nêu rõ quá trình xét xử vụ án chuyến bay giải cứu, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận tội danh bị truy tố, riêng Hoàng Văn Hưng vẫn một mực kêu oan, phản bác lại mọi cáo buộc từ cơ quan công tố. Hội đồng xét xử bác bỏ các quan điểm bào chữa từ Hoàng Văn Hưng và luật sư, kết luận Hưng không bị oan, đủ căn cứ xác định bị cáo nhận 800.000 USD và hứa chạy án. Hội đồng xét xử cho biết, theo tài liệu hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại tòa, xác định Hoàng Văn Hưng nguyên là trưởng phòng thuộc cơ quan an ninh điều tra, cán bộ điều tra thụ lý vụ án chuyến bay giải cứu. Hưng nhiều lần gặp bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng tại nhà Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội. Tại các buổi gặp, Hưng hướng dẫn Hằng và thông qua Hằng hướng dẫn Lê Hồng Sơn khai báo. Do vậy, Hằng, Sơn chi tiền nhờ ông Tuấn đưa cho Hưng chạy án. Ông Tuấn khai đã chuyển 2,2 triệu đô la Mỹ nhận từ Hằng để Hưng lo cho Hằng, Sơn không bị xử lý hình sự. Hoàng Văn Hưng bác bỏ, nói không nhận tiền nhưng anh ta xác nhận nhiều lần gặp Hằng và có nhận chiếc cặp tại trụ sở cơ quan. Dù Hưng không khai nhận tiền, hội đồng xét xử thấy từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 9 năm 2022, Hưng được phân công điều tra vụ án và sau tháng 9 năm 2022 bị điều chuyển công tác. Anh ta biết quy định không được tiếp xúc ngoài trụ sở với người bị điều tra nhưng vẫn gặp Hằng tại nhà Tuấn. Ngoài giờ làm việc, không báo cáo cấp trên. Đầu tháng 10 năm 2022, Hưng trao đổi với ông Tuấn nội dung, Viện Kiểm sát căng thẳng với Sơn. Một số điều tra viên cũng nói phải xử lý Sơn nên cần chi tiền để ủng hộ không xử lý Sơn. Hằng ghi chép 13 lần chuyển tiền cho Tuấn để đưa cho Sơn. Lúc này, Hưng còn nói mình bị chuyển công tác chỉ là hành chính, anh ta vẫn phụ trách vụ án. Hưng nói Viện Kiểm sát chê ít, có nghĩa phải chi gấp đôi. Hằng nói khi đưa tiền, Tuấn gọi điện lại để cô ta yên tâm việc Hưng đã nhận tiền. Căn cứ dữ liệu điện tử, lời khai nhân chứng, Hưng có nhận chiếc cặp đựng 450.000 USD do Tuấn gửi đến. Sau khi nhận, giữa Hưng, Tuấn và Hằng có gặp nhau và Hằng, Tuấn hỏi có kiểm soát tình hình không? Hưng nói vẫn kiểm soát. Việc bắt Sơn là bất khả kháng. Vì A01 gay gắt, có thể do em chưa kịp xử lý A01 nên A01 xử lý Sơn. Chủ tọa nêu, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng làm đúng quy định. Viện Kiểm sát có hỏi cung Hoàng Văn Hưng sau khi bắt và yêu cầu anh ta tự bào chữa, cung cấp thông tin nhưng chính bị cáo từ chối. Bị cáo Hưng còn khai không có mâu thuẫn gì với nhóm Hằng, Sơn, còn ông Tuấn là người có ân tình giúp đỡ bị cáo. Vì vậy, không có căn cứ thể hiện ba người này vu khống anh ta. Ngoài lời khai của ông Tuấn và bị cáo Hằng, phía điều tra còn thu thập lời khai của bị cáo Sơn và các nhân chứng. Nội dung các lời khai đều thống nhất và có chứa thông tin bí mật điều tra. Nếu Hưng không nói, nhóm này sẽ không biết. Ngược lại, tòa án đánh giá lời khai của Hoàng Văn Hưng không thống nhất, không trung thực nên không có căn cứ chấp nhận. Hội đồng xét xử khẳng định anh ta lợi dụng chức vụ trưởng phòng thuộc cơ quan điều tra để cung cấp một số thông tin cho ông Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thanh Hằng. Cựu điều tra viên sau đó yêu cầu phải chi tiền cho Viện Kiểm sát, Cục Nghiệp vụ để chạy án. Thông qua ông Tuấn, Hoàng Văn Hưng nhận tiền của bị cáo Hằng nên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc Hưng kêu oan không có cơ sở chấp nhận. Hội đồng xét xử cũng khẳng định Hoàng Văn Hưng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, chiếm đoạt số tiền này. Bên cạnh đó, trong phiên tòa chiều ngày 28 tháng 7, hội đồng xét xử khẳng định việc nhận tiền cảm ơn là nhận hối lộ. Theo hội đồng xét xử, một số bị cáo cho rằng không đòi hỏi, sách nhiễu doanh nghiệp,
Sau khi cấp phép chuyến bay, họ chỉ nhận tiền cảm ơn, không phải nhận hối lộ. Hội đồng xét xử thấy, Điều 354 Bộ Luật Hình sự và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định không được nhận quà tặng liên quan công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi đơn vị mình giải quyết. Thời điểm cấp phép các chuyến bay, nhiều doanh nghiệp khó khăn, bị từ chối hoặc không trả lời. Các doanh nghiệp nhận phê duyệt trước một ngày nên thua lỗ. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp liên hệ các bị cáo đặt vấn đề nhờ vả, xin cấp phép chuyến bay nhiều hơn, với nhiều khách hơn và cấp phép sớm. Chỉ có Phạm Trung Kiên và một số người sách nhiễu, các bị cáo khác không đòi hỏi chi phí nhưng hứa hỗ trợ các doanh nghiệp thân quen rồi nhận tiền cảm ơn. Số tiền này dựa trên số chuyến bay, số khách, cân đối lợi ích của doanh nghiệp, có lần lên tới hàng tỷ đồng. Việc nhận tiền diễn ra nhiều lần với số lượng vượt hàng trăm lần thu nhập bình thường. Tại tòa, các bị cáo thuộc doanh nghiệp khai không đưa tiền sẽ không được tạo điều kiện. Việc đưa tiền là chia sẻ lợi ích, mong được tiếp tục cấp phép. Như vậy, hội đồng xét xử khẳng định việc nhận tiền cảm ơn là nhận hối lộ, không chấp nhận ý kiến của các bị cáo nó chỉ là cảm ơn. Với nhóm đưa hối lộ, hội đồng xét xử xác định họ đưa tiền cho nhiều bị cáo để mong muốn được tạo điều kiện. Có doanh nghiệp đưa nhiều lần, số lượng đặc biệt lớn và sau đó họ được ưu ái tổ chức chuyến bay nhiều hơn tại những thị trường mong muốn. Việc đưa tiền để mang lại lợi ích là đưa hối lộ. Theo hội đồng xét xử, các ý kiến bào chữa nói đây là tiền cảm ơn theo văn hóa người Việt là không chấp nhận được. Trước đó, trong 54 bị cáo, 44 người bị tạm giam được cán bộ hỗ trợ tư pháp đưa tới Tòa án Nhân dân Hà Nội trên 14 xe thùng. Từ 13:30, 10 bị cáo được tại ngoại cũng lần lượt đến tòa chờ nghe tuyên án. Sau khi tóm tắt diễn biến tại tòa trong 2 tuần trước, hội đồng xét xử nhận định các quyết định tố tụng trong vụ án không có khiếu nại, tất cả đều đúng quy định. Về nội dung, trong vụ án có 25 người khác bị cáo buộc nhận hối lộ gần 167 tỷ đồng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra, 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đưa hối lộ tổng số tiền trên 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ tổng số tiền hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo 24,5 tỷ đồng. Trước khi tòa án bắt đầu tuyên án, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng xin có ý kiến nhưng không được chấp thuận với lý do đã thông qua bản án. Ông Dũng có ý kiến cần làm đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền. Các bị cáo được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt quá trình di chuyển.